Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta lại trở lại để khám phá một căn nhà phố nữa. Một căn nhà phố diện tích là 130m² với kiến trúc mái lệch. Lựa chọn kiến trúc mái lệch có ưu điểm gì so với thiết kế truyền thống? Cùng YouTube tìm hiểu trong video này nhé. Nếu mà đi ngang qua ấy, thì chắc chắn là bạn sẽ dừng lại vì thấy nhà này khá là đặc biệt. Kiến trúc hiện đại này, mái lệch, ca màu tươi sáng. Tuy nhiên thì vẫn còn có một số hạn chế chúng ta cùng phân tích nhé. Nhìn vào 3D thì có thể thấy là phần cổng ra vào đang là dạng cửa lùa. Khoảng cách giữa cổng và khu vực sinh hoạt chung là khá là sát nhau. Nhìn tổng thể bên ngoài thì cảm giác hơi bí bách một chút. Tuy nhiên thì khoảng sân bên cạnh đang rộng và trống. Để tổng quan ngôi nhà thoáng mắt hơn thì ngay từ khi bước vào trong sân, phương án là chúng ta sẽ đổi vị trí cổng từ bên trái sang bên phải. Hiện tại thì phương án này đang là cổng dạng đơn một cánh. Nếu mà gia chủ muốn cổng to và rộng hơn để ô tô đi thẳng trong sân được ấy, thì chúng ta sẽ có một phương án khác là làm cổng đôi hai cánh. Vậy phần cổng cũ như thế nào? Chúng ta có thể thay thế toàn bộ bằng phần tường gạch, ví dụ như thế này. Sử dụng phần tường gạch này thì vừa giúp che chắn này, vừa không sợ cảm giác bí bách bởi vì là có các ô thông gió rồi. Căn nhà phố này có cách bố trí hơi khác một chút. Đi từ cửa vào để ngay phía trước mặt chúng ta sẽ là phòng bếp và phòng khách thì nằm ở phía bên trong. Ở thiết kế phòng bếp thì bàn ăn đang đặt bên cạnh cửa sổ và chỉ có hai chiếc ghế. Nếu như mà gia đình chỉ có hai thành viên thì thiết kế này khá phù hợp. Tuy nhiên ấy, đối với những gia đình đông người hơn thì chúng ta có thể dịch chuyển bàn ra, sử dụng ghế gỗ cao không có tựa để có thể di chuyển 360 độ giữa bàn ăn và quầy bar. Ngoài ra ấy, thì có thể mở rộng quầy bar từ chữ L thành chữ U, liên kết với khu vực bếp nấu. Không gian bếp thì được liên thông hơn, tối ưu công năng sử dụng hơn. Đi vào bên trong thì là khu vực tiếp khách. Trước đây ở phòng khách thì có một bức tường chắn và cảm giác không gian khá là bí bách. Sau khi bỏ bức tường này đi thì phòng khách được mở rộng ra, gia chủ có thể đặt vào đây một chậu cây xanh để trang trí. Vị trí này thì là cửa sổ để đi ra một khoảng sân. Bởi vì diện tích phòng khách khá là nhỏ nên là giải pháp tối ưu nhất đó là sử dụng cửa xếp trượt kết hợp với bục ngồi. Đây có lẽ là một cái nơi mà thưởng trà rất là chill. Về phần sàn của phòng khách ấy, thì hiện tại đang bằng so với những không gian khác. Đây là một kiểu thiết kế khá thông thường. Và để tăng cái sự độc đáo hơn ấy, thì không gian uống trà bên ngoài được nâng cao hơn so với mặt sàn phòng khách. Khi đó thì cái nơi uống trà cảm giác là riêng tư, dễ chịu. Còn phòng khách bên trong thì gần gũi và ấm cúng. Phía bên này là phòng sinh hoạt chung của gia đình. Ở thiết kế ban đầu ấy, thì phòng sinh hoạt chung có cửa đi vào phía trước, đối diện với phần cửa lùa. Để phù hợp phương án thay đổi bên trên thì giải pháp là đổi cửa ra vị trí này. Cách thiết kế này thì tăng tính riêng tư và đặc biệt là có một khoảng sân vườn phía trước nên là sẽ lấy được ánh sáng tự nhiên và cảm nhận được không khí trong lành. Ở phía sau nhà thì có một khoảng đất khá là rộng, hiện tại chỉ có một khu vườn nhỏ và đang để trống rất là nhiều không gian. Chúng ta có thể đặt một bàn nướng BBQ tại đây, một tủ đựng đồ dùng cần thiết tại đây và một bộ bàn ghế ở vị trí này để gia đình có những bữa tiệc thoải mái nhất và gần gũi thiên nhiên. Ngoài ra thì có thể xây thêm một nhà vệ sinh nhỏ bên cạnh sẽ tiện lợi hơn cho gia đình. Vừa rồi là cách bố trí công năng của tầng 1 và để đi lên tầng 2 chúng ta phải đi qua cầu thang. Nhìn vào vị trí cầu thang ở đây thì chúng ta đang thấy là không phù hợp lắm với công năng sử dụng, khá là mất diện tích và bất tiện cho việc đi lại. Phương án là sẽ đập bỏ cầu thang cũ và chuyển ra hướng này. Ngoài ra thì cũng cần giảm số bậc cầu thang. Gầm cầu thang sẽ tận dụng làm nơi chứa đồ. Về phần trần nhà thì hiện tại ở tầng 1 đã khá bí bách nên làm thông tầng để tạo ra không gian mở. Mái lệch này kết hợp với thông tầng ở tầng 1 sẽ vô cùng thoáng mát. Phía bên trong thì sử dụng hệ thống đèn thả trần, vừa đủ sáng toàn bộ tầng 1 và sạch tầng 2, vừa có tính thẩm mỹ cao. Đây cũng là kiểu thiết kế không gian mà kết hợp ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo đang được ưa chuộng hiện nay. Lên tầng 2, sau khi đặt phần sảnh để làm thông tầng thì tầng 2 chỉ bao gồm 2 phòng ngủ và cả 2 phòng này đều có nhà vệ sinh khép kín. Ở phòng ngủ thứ nhất thì có ban công tại đây. Tuy nhiên là ban công này vị trí chưa hợp lý lắm, chưa tối ưu được công năng sử dụng. Chúng ta có thể chuyển ban công ra vị trí này, rộng rãi và tối ưu hơn. Ở vị trí ban công cũ thì chúng ta sẽ mở rộng nhà tắm, thêm bồn tắm. Sau khi sửa lại thì không gian như thế này tiện lợi hơn rất nhiều cho gia đình. Có một vấn đề nhỏ ở đây là bàn làm việc đang đặt khá là vướng, gây bất tiện cho việc đi lại. Giải pháp là di chuyển bàn học về phía đầu giường hoặc là quay sang phía này. Phòng ngủ số 2 thì diện tích nhỏ hơn một chút. Để đảm bảo tiêu chí là lưu thông không khí trong nhà thì chúng ta sẽ mở rộng thêm ban công ở đây. Khi đó thì cả hai phòng ngủ đều có được cái sự thông thoáng và dễ chịu. Có thể thêm đồ nội thất như là tủ đầu giường ở đây này, bàn học ở vị trí này. Nếu mà gia đình bạn có 3-4 thành viên thì có thể tham khảo cách bố trí phòng ngủ như thế này nhé. Trên đây là một căn nhà phố mà chúng tôi sưu tầm được, có nhiều ưu điểm nhưng cũng có không ít hạn chế. Sau khi sửa lại thì căn nhà được tối ưu công năng sử dụng hơn, ưu tiên với sự thông thoáng. Nếu mọi người có băn khoăn gì thì comment xuống phía dưới nhé. Nếu các bạn có nhu cầu thiết kế, thi công kiến trúc nội thất, xây nhà trọn gói thì hãy liên hệ với Villa Design theo hotline 0989 983 666. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.
Yeah.